Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 11 tháng 3 năm 2023. Và theo cầu của bác ở Hải Hà, Quảng Ninh, bác đã đặt cọc tiền rồi, bác lấy một chiếc xe đạp Phượng Hoàng Nam. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu cắt cái đai kiện ra để khui kiện, kiểm tra lại trước khi đóng gói chuyển cho bác. Rồi, bật cái ấy nhá. Đấy. Rồi. Mở nốt đầu kia ra, thế rồi hé hé được. Bây giờ thưa bác ở Hải Hà là bây giờ chúng tôi quan sát lại này, đây là chiếc xe đạp hai gióng nhá. Bác nhìn này, hai gióng này. Đấy. Và họ đã lắp là cái bánh sau và cái đèo hàng rồi này. Có cái chân trống thì tháo rời. Thế còn cái bánh trước thì lắp thành phẩm lên bánh trước nhưng mà đang tháo rời. Thế cái đùi là lắp rồi nhưng mà cái bàn đạp là chưa này. Đó. Cái này là cái ghi đông và phanh đũa này. Rồi. Cái phanh của phanh sau đã lắp sẵn rồi, phanh trước thì chưa. Đấy, như vậy là những cái phần cơ bản là đây. Với cả đây có một cái bọc đây, trong cái bọc này thì mọi lần chúng tôi kiểm tra rồi, trong này nó sẽ có cái yên xe và pedal. Đấy. Là nó có cái bọc nhỏ nhỏ này. Và một vài cái phụ kiện khác. Em nhấc ra đây. Nhấc cái bọc yên xe ra kiểm tra này. Đấy, đấy, thế. Xong tí nữa lại nhét vào đúng chỗ đấy. Lấy cái dao cắt ra đây. Yên tâm là đủ cái phụ kiện của các bác. Như vậy là còn chưa thấy có giỏ xe. Tí nữa tôi sẽ lấy giỏ xe vào. Giỏ xe đang để ngoài đây. Đây, như vậy trong này nhá, thưa quý vị là có cái yên xe này, có cái trục của cái yên này. Phanh má phanh trước này. Cái pedal này. Đấy, ý thế, ở cái đèn đấy, cái thứ này. Có cả cái chuông này. Nhưng mà thứ bác là cái chuông này là lắp chơi nhá. Nó dùng không khoái lắm đâu. Cái chuông của xe nữ thì rất là được, nhưng xe nam nó thế. Đấy. Đây ý thế, rồi cái giấy quảng cáo cái thứ này. Rồi có cả cái này chính là cái mà lắp ở phía trước nhá, để làm phản quang của cái ấy đấy, của cái ghi đông ấy. Rồi, đấy lại đi. Lấy băng dính dán vào. Đây. Em dán lại đi. Xong lại nhét vào đúng chỗ đấy. Và trong khi chờ đợi dán đưa vào thì tôi đọc luôn cái tem người ta ấy, đây này, các cái chữ ở trên dưới này. Giang Tô Phượng Hoàng Tự Hành Xa Giang. À quên, Thượng Hải. Hai chữ đầu tiên là chữ Thượng Hải. Thượng Hải Phượng Hoàng Tự Hành Xa Giang Tô Hữu Hạn Công Ty. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn xe đạp Phượng Hoàng Giang Tô. Đấy. Và cái này là nhật ký này. Ngày sản xuất là ngày 20 tháng 6 năm 2020. À 2022. Tức là được 6-7 tháng rồi. Đấy, và cái màu này, màu kim cương đen. Đấy. Đây, chiếc xe đạp Nam. Như vậy là chúng tôi sẽ phải cho cái lấy cái yên xe. À quên, lấy cái. Đây còn những cái phụ kiện này. Phụ kiện lấy cho bác này. Túi này. Lấy cái đèn đấy, đèn còi đấy. Yên này. Đây, phụ kiện rất nhiều luôn. Ở đây lúc nào cũng có sẵn mấy chục cái mà. Yên sau. Rồi, cứ bỏ sẵn ra đây. Ở túi này, yên sau này. Bây giờ đến đèn còi. Một bộ đèn còi đầy đủ thưa bác nhé. Đây. Bộ đèn còi nó có cả cái dây sạc. Dây sạc là cắm vào cái củ điện thoại. Đây. À bóc cái đi. Đây là cái để chân. Bốn phụ kiện này. Cái để chân cầm cái này nó rất là nặng. Đây. Không cứ bóng nhá. Đấy, đây là bốn phụ kiện kèm theo cho bác này. Thế còn cái giỏ xe đâu? Mọi người nhìn thấy một hộp giỏ xe đấy, giỏ xe đây. Đúng rồi, giỏ xe này. Được rồi. Thế bây giờ chúng tôi bắt đầu đóng gói nhá. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo số điện thoại 0984666999 hoặc 0967666111, hai số đều có Zalo.
Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của Đồ Gỗ Đức Hiền. Đây là cái mảng dụng cụ thể thao của bạn Nguyễn Hưng Long, con trai nhà tôi. Xin tạm biệt quý vị.